Thì em xuất trình giấy tờ cho anh xem. Rồi, bây giờ cho tôi kiểm tra giấy tờ. Em sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ cho các anh, em không thiếu một cái gì cả, nhưng mà anh phải chứng minh lỗi vi phạm của em theo điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Còn em đi rất chậm, anh cứ chứng minh được lỗi của em sẽ xác định là em sẽ đưa giấy tờ cho anh kiểm tra từ đầu đến cuối. Bây giờ làm ăn nó phải đúng. Trước khi đến là anh phải đưa tôi kiểm tra giấy tờ. À đúng không? Anh thông cảm, anh đã thông báo lỗi rồi chưa? Anh phải biết trước khi đến là anh phải, anh phải chứng minh. Đúng chưa? Nếu đúng lỗi vi phạm của tôi bắt đầu sẽ xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra. Tôi muốn chứng minh. Tôi có kiểm tra giấy tờ anh cái này. Bây giờ thế này. Bây giờ theo ngoài là anh có chứng minh có lỗi vi phạm cho điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý này chứ không? Tôi đã đứng ngay đường, chẳng anh thì anh phải có. Đây là anh Trần Đình Quang, số hiệu 008925. Bây giờ đang thông báo tới lỗi vi phạm tốc độ. Tôi yêu cầu anh chứng minh lỗi vi phạm của tôi theo điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Mà anh yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe nhưng tôi không chấp nhận, bởi vì anh không chứng minh được lỗi vi phạm của tôi. Anh xem. Tôi được bây chưa? Giờ yêu cầu anh cho tôi kiểm tra này. Em á, từ Nam ra Bắc đường này em đi nõi đời rồi, anh bắt tốc độ chỗ nào em không biết được không? Thôi, yêu cầu anh cho tôi kiểm tra giấy tờ. Em sẽ và tôi thông báo lỗi anh tốc độ. Em sẽ xuất trình giấy tờ cho anh nhưng mà anh phải chứng minh lỗi vi phạm. Giấy tờ đâu? Giấy tờ đâu? Anh chứng minh được lỗi của tôi không? Bây giờ tôi kiểm tra giấy tờ anh. Tôi là người thực thi pháp luật, tôi phải kiểm tra giấy tờ anh nè. Tôi yêu cầu anh chứng anh minh. Tôi nhắc lại một lần nữa này, anh phải chứng minh được lỗi vi phạm của tôi. Điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu như chứng minh được, tôi sẽ cho trình đầy đủ giấy tờ cho anh. Ông bây giờ ông đừng làm ăn vớ vẩn với tôi. Ông tưởng đất này đất ở đâu? Đúng đây rồi. Là bản đồ Việt Nam, ông đừng sấn vào tôi, ông xa ra, cách xa tôi ra. Được rồi, tôi sẽ vào đây. Giời ơi. Này, tôi không vào đâu nhá, dừng tôi đâu là tôi phải ở đấy. Tôi không vào đâu cả. Dừng tôi ở đâu phải ra đấy, làm việc với tôi, lập biên bản, lập tại đây luôn. Còn ông chứng minh được lỗi vi phạm của tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ cho ông. Ông đừng có làm cái kiểu trò vậy. Ông biết tôi mẹ từ Nam ra Bắc tôi còn chưa sợ ông nào đâu. Làm đúng luật cho tôi. Chứng minh được lỗi vi phạm, ông chứng minh đi. Điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu như ông chứng minh được, tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ cho ông. Ông vào kia ông làm gì, ông quay tôi à? Ông tránh xa tôi ra. Này nhé. Ông đừng có vậy với tôi. Ông nào? Tôi đầy đủ giấy tờ nhưng ông chứng minh được lỗi vi phạm của tôi không? Ông này. Ông. Ông về ông học lại luật đi. Ông về ông học lại luật đi. Kiểm tra cái này. Này ông học lại luật đi. Luật gì? Ông có chứng minh được không chứng minh là tôi đi đấy. Tôi bảo trước. Đây này, tôi là có hết số hiệu quân nhân của ông như thế này. Ông đừng có làm cái trò đấy. Ông tránh xa tôi ra. Tôi là người anh. Ông tránh xa tôi ra. Không hay ba chân. Ông tránh này, gọi cả tiếp thị sữa vào đây hiểu không? Tôi đây tôi sống đây bao nhiêu năm rồi đấy. À, tiếp thị sữa. Bây giờ anh giải tờ gì? Tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ nhưng ông phải chứng minh lỗi vi phạm của tôi nhé. Ông này làm ăn buồn cười thật đi. Đây là đất nước Việt Nam, bản đồ Việt Nam chứ không phải là. Còn ông không chứng minh được là tôi đi đấy, trời đang nắng nóng đấy. Làm ăn bố láo còn cắp. Tôi không kiểm tra, tôi không xem trên iPad. Đây không phải thiết bị nghiệp vụ của anh. Đây này, đây nha, thiết bị nghiệp vụ nha. Đây không phải là thiết bị nghiệp vụ của các anh. Tôi muốn xem trên máy bắn tốc độ. Nè, anh muốn xem mà anh vô đây, tôi không phải đứng lại cho anh xem. À không, dừng này, này, này. Không, quay đây này, này. Anh phải hiểu là dừng ở đâu thì anh phải cho tôi xem tại đó. Ông tránh xa tôi ra, đừng có động vào tôi này. Chẳng may anh vã ra đấy thì tôi cho anh coi tốc độ của anh nha. Đây. Tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ nhưng tôi không xem trên máy iPad của các ông làm gì cả. Tôi muốn xem trên máy đấy. Máy bắn tốc độ của các anh luôn. Thì anh cũng bắn ra đây. Không, máy anh phải cầm. Anh bắn ở đâu? Anh bắn tại đâu? Anh bắn tại đâu? Tôi hỏi anh bắn tại đâu? Bây giờ anh không coi nó bắn tại đâu. Bây giờ nếu bắn tại đâu anh cầm cái máy này đây chứ máy nó không phải ở trong đấy. Làm gì mà này. Cái đời thỏ nhà ai thì bây giờ lập biên bản đến giờ cứ phải vào phòng kín. Có quen của tôi đâu? Không. Rồi. Rồi. Bây giờ không đây.
Bây giờ tôi không vào cả, dừng tôi ở đâu tôi dừng ở đấy. Anh đây, yêu cầu anh phải làm việc với tôi ở đây. Còn anh nào làm việc với tôi? Rồi, bây giờ anh nào dừng xe tôi? Rồi, anh nào dừng xe tôi thì làm việc với tôi. Rồi bây giờ yêu cầu là cho kiểm tra giấy tờ xe. Tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ nhưng rồi. Ông phải chứng minh lỗi vi phạm. Được chưa? Theo điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm chính. Đó, khi nào chứng minh được đúng lỗi vi phạm của tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ. Đã thông báo cái lỗi là chạy quá tốc độ nè. Rồi. 50 rồi, bây giờ yêu cầu xuất trình giấy tờ. Bao nhiêu cơ? 55/50. 50/55 hay 55/50 à? 55/50. Được rồi, anh cứ xuất trình giấy tờ đây à, cái rồi, gì anh cứ phải chứng minh. Tôi sẽ xuất trình. Tôi sẽ xuất này, tôi không vào đấy làm việc cả. Được chưa? Anh phải chứng minh. Bây giờ anh nào làm việc với tôi, anh nào dừng xe tôi nhỉ? Đấy, bây giờ này. Còn anh làm việc hay anh nào làm việc? Bây giờ anh nào dừng lại xe tôi lại nào? Bây giờ cái tổ công tác yêu cầu anh về cho tôi xem cái tên họ anh ấy. Chạy quá tốc độ, hay tôi là Văn Thành, chưa? Cán bộ đây là Bạch Văn Thành này. Rồi. Số hiệu quân nhân là 366868 này. Bây giờ dừng xe tôi lại, bây giờ này đồng chí Trần Đình Quang dừng xe tôi lại. Nhưng mà bây giờ đồng chí này, tôi không vào đấy làm việc. Dừng xe tôi đâu, làm việc phải công gọi là công chính liên minh như này. Phải khách quan. Yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Tôi sẽ xuất trình giấy tờ xe nhưng yêu cầu anh chứng minh theo lỗi vi phạm. Theo gọi là xử lý vi phạm hành chính, điểm D khoản 1 điều 3, được chưa? Rồi, nếu như anh chứng minh được, tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ cho anh. Và tiếp thị xưa đến đây à? Còn các anh mà không xử lý là tôi đi đấy. Tôi nói thông báo này, lỗi của xe này. Tôi không xem trên iPad, đây không phải thiết bị nghiệp vụ của các anh, tôi xem tại máy. Được chưa? Tem kiểm định. Được chưa? Đoạn độ, điểm răng. Bây giờ tôi yêu cầu là anh, cho tôi kiểm tra giấy tờ anh. Tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ, nhưng mà ông phải chứng minh lại lỗi vi phạm của tôi như này. Ô thế ông bỏ cái này. Ông bỏ cái luật pháp của Việt Nam đi à? Đây, lỗi chứng minh là này. Tôi chứng minh chứng minh là tại tại máy, tôi muốn xem tại máy, tôi không xem trên iPad được chưa? Đây không phải thiết bị nghiệp vụ. Tôi đừng nghĩ kiểm tra giấy tờ xe được cái máy nhá. Tôi không cho gọi là tôi không xem trên iPad này. Tôi là được quyền giám sát, các anh không được quyền giám sát nhưng tôi được quyền giám sát, tôi là người dân cơ mà. Thì ông phải chấp hành. Tôi sẽ chấp hành đầy đủ nhưng mà anh phải chứng minh. Anh phải chứng minh lỗi vi phạm cho tôi. Này, tôi không xem trên cái thiết bị gần iPad của các anh, không phải là thiết bị nghiệp vụ, được chưa? Tôi muốn xem tại máy. Được chưa? Bây giờ tôi cho chứng nhận. Yêu cầu anh cho anh nghe. Tôi không vô đấy. Vô đấy các ông. Bây giờ làm việc nó phải khách quan ra ngoài này. Bây giờ anh xuất trình giấy tờ xe, anh xuất trình giấy tờ và anh nói gì? Tôi sẽ chứng minh. Bây giờ anh làm việc. Anh quay tôi à? Bây giờ này. Anh quay tôi à? Bây giờ này. Anh kia làm việc với tôi hay anh làm việc với tôi? Bây giờ là làm việc với tôi là phải chào tôi đấy. Bây giờ yêu cầu xuất trình giấy tờ xe. Anh làm việc với tôi là anh phải chào tôi đấy. Đúng rồi. Ờ anh đã chào tôi chưa? Khi là nói chung anh nào làm việc với tôi, tôi hỏi tóm lại là anh nào làm việc với tôi. Được chưa? Anh nào làm việc với tôi? Xuất trình giấy tờ xe, được chưa? Tôi sẽ xuất trình giấy tờ xe đầy đủ. Anh có cái lỗi vi phạm anh chạy quá tốc độ rồi. Anh xuất trình giấy tờ xe chứ. Yêu cầu anh chứng minh theo điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm chính. Anh cứ từ từ. Anh phải chứng minh cầm cái máy báo đó tôi đây, tôi muốn xem tại máy, được chưa? Ok. Thẻ nghiệp vụ của anh nữa, không phải đơn giản đâu, anh cứ cầm ra đây. Còn tôi đi từ Nam ra Bắc tôi chưa sợ thành phần nào đâu. Làm đúng luật thôi. Thích thì nộp phạt, sai nộp phạt, lỗi chẳng đáng bao nhiêu cả, 800 đến 1 triệu. Tôi mới tôi chơi mất ông luôn. Bây giờ mà các anh không chứng minh được là tôi đi đấy, tôi bảo trước. À, anh nào làm việc với tôi, anh à? Bây giờ tôi làm việc với anh này. Rồi, anh là gì nhỉ? Họ tên đầy đủ là gì? Tôi là Trương Văn Quốc. Đấy. Xem coi lại cái nào. Trương Văn Quốc này. À, số hiệu quân nhân là 367971. Rồi, xong chưa? Anh không được quyền quay tôi đâu. Quay tôi là phải là được sự cho phép của tôi, được chưa? Tôi được quyền giám sát các anh làm việc. Bây giờ thế này này, anh này, anh ấy dừng tôi lại được chưa? Tôi yêu cầu anh ấy chứng minh lỗi vi phạm, xử lý vi phạm hành chính của tôi theo điểm D khoản 1 điều 3 là luật xử lý vi phạm hành chính. Bây giờ yêu cầu anh ấy chứng minh được, tôi xuất trình giấy tờ đầy đủ cho các anh. Các anh nói tôi sai là tôi sai đâu. Còn tôi đi từ nãy giờ tôi đi không bao giờ quá 50. Ủa anh nói gì, anh cứ phải để người ta nói cho nói là được rồi, anh cứ nói đi. Anh cứ nói đi. Được chưa? Rồi. Thứ nhất, xử lý vi phạm là anh qua tốc độ. Rồi. Được chưa? Thì anh vi phạm tốc độ. Nếu trong điều kiện cho phép, ví dụ bánh tốc độ gần, chúng tôi sẽ đem máy về cho anh coi. Thứ hai, đúng chưa? Rồi. Khi xử lý tốc độ qua hình ảnh, khi vào xử lý thì có hình ảnh. Đó là quy định. Còn việc anh phải chấp hành việc yêu cầu kiểm tra giấy tờ là cái thứ nhất.
chưa? Anh cứ nói đi rồi tôi nói xong. Còn anh muốn á, cái việc mà anh muốn phải đem máy về đây là cái máy không phải phục vụ một mình anh. À sao lại không phải phục vụ một mình anh? Anh nhầm đi. Sao nhầm anh? Cái iPad này không phải trong thiết bị nghiệp vụ của các anh. Không phải là thiết bị nghiệp vụ, được chưa? Ai bắt tem kiểm định của các anh đâu? Tôi xem cái iPad xem nào, xem cái tem kiểm định của nó nào. Ôi trời. Các anh vừa xong anh bảo là cái iPad đấy là thiết bị nghiệp vụ của anh đấy. Tôi nói cho anh nghe nha. Còn tôi này, sai đâu tôi xử phạt đấy. Hiểu không? Lỗi của nó rất đơn giản thôi. Nếu tôi có sửa sai đi chẳng hạn, lỗi chỉ có 800 đến 1 triệu thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả, được chưa? Nhưng mà tôi phải xem tận máy, được chưa? Xem tận máy thì em mời anh vào cơ quan. À không, tôi không vào cơ quan, bây giờ dừng tôi ở ngoài đường, mời tôi vào cơ quan chắc có úp tôi à? Tôi còn lạ gì không nữa? Không, không úp tôi à? Thế sao anh nói vậy được anh? Sao lại không nói được? Tôi xử lý tốc độ qua hình ảnh. Bây giờ thế này này, bây giờ ông dừng tôi ở đâu được? Ông phải lập biên bản với ông và cho tôi xem chứng minh được lỗi vi phạm của tôi sẽ xuất trình giấy tờ. Rồi rồi, được chưa? Mời anh xuất trình giấy tờ. Anh chứng minh được lỗi vi phạm của tôi sẽ xuất trình giấy tờ, được chưa? Còn nếu mà anh không ấy, tôi ngồi đây đến tối. Anh khi vào anh vào xử lý anh sẽ có hình ảnh. Là... đâu phải thế anh, đâu thông tư 67 quy định hết rồi. Thông tư 67 hết rồi. Tôi đứng đây nó nắng, tôi không ra. Tôi đang đứng đây làm việc với các anh đây. Thì tôi cũng đang đứng đây làm việc. Đây, tôi có nói gì đâu, tôi đang đứng đây đã. Ừ, thì ra làm việc chứ anh nói chuyện anh trốn đi đâu vậy. Tóm lại, tôi đang đứng đây cho khỏi nắng thôi. Còn anh bây giờ, anh bây giờ anh có sao? Chứng... anh xa tôi ra. Chứ tôi có đứng gần anh đâu. Đứng xa ra. Tôi phải đứng đây chứ. Bây giờ ông cứ xuất trình đi, ông cứ gọi là chứng minh lỗi vi phạm của tôi xuất trình giấy tờ cho ông đầy đủ. Chứng minh lỗi vi phạm thì anh xuất trình giấy tờ ấy chứ. Ô, tôi bây giờ các anh dừng lỗi, dừng xe của tôi bây giờ. Tôi đưa giấy tờ cho ông, lấy công là biên bản tôi thì sao? Ôi, tôi bảo tôi không chấp nhận cái lỗi đấy của tôi đấy. Anh chấp nhận cái gì mà biên bản? Ơ không, anh nhầm, anh phải chứng minh được. Sao chứng minh anh? Điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính rõ ràng. Rồi nói hết cái đó, điểm đó tôi nghe coi. Được rồi, nói anh lên. Cầm máy vào đây, máy nói đây. Máy bắn tốc độ của tôi đây. Nói cái điểm đi. Tôi không cần phải nói. Đáng nói. Ô, anh học rồi chẳng nghe anh không thuộc, anh còn phải bảo người dân đọc cho các anh à? Ôi giời. Anh nói cái trong trống thì ai biết anh. Này. Này, anh nếu mà anh không biết thì về học trau dồi lại luật đi, còn anh không biết anh hỏi người dân à? Ủa tôi còn lạ gì nữa? Bây giờ anh nói luật xử lý vi phạm hành chính đúng không? Đúng rồi. Điểm mấy? Điểm D khoản 1 điều 3, được chưa? Rồi sao nữa? Luật xử lý vi phạm hành chính rồi, yêu cầu các anh phải chứng minh lỗi vi phạm của tôi. Đúng rồi. Được chưa? Đúng rồi, chứng minh lỗi vi phạm qua hình ảnh tốc đúng độ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh vào anh xử lý. Anh nhầm. Chứ có hình ảnh vi phạm tốc độ cho anh. Anh nhầm. Bây giờ anh đang xử lý tôi này, anh phải chứng minh tại đây chứ. Sao này ông lại dẫn tôi vào kia? Vào kia thì ông quay tôi à? Ở chứ ngoài trong kia là đến nơi lập biên bản mà. Ôi giời, lập biên bản thì giờ các ông phải có giấy tờ, các ông mới lập biên bản các ông. Thì, muốn có giấy tờ của tôi thì phải chứng minh lỗi vi phạm của tôi. Đúng rồi, chứng được minh tại chỗ nào đó tôi chứng minh cho anh coi. Chứng minh thì phải đứng đây chứng minh tại chỗ. Thế anh muốn lập biên bản ở đâu? Lập biên bản tại đây, anh chứng minh lỗi phạm của tôi đi. Đúng là lập biên bản này. Anh quay mà ai được anh quay nhầm. Được anh. Trung tâm điều hành, được chưa? Rồi, rồi. Ừ. Anh muốn máy đúng không? Đó máy. Được okay. Rồi. Thôi. Coi như anh cho anh vui một lần cho anh biết. Đi đâu mà đứng đấy, đứng đấy quay rồi. Được rồi. Cầm máy ở đây. Ok, rồi có máy luôn. Có những người cụ nhà nha là đem máy về đây em. Những người mà cố mà không hiểu á thì có giải thích đến cỡ nào cũng không hiểu. Đúng rồi. Đúng rồi. Nên thế thôi. Nên là anh hiểu, anh không hiểu hỏi tôi không hiểu. À, không biết ai cái đó ai không hiểu. Nhân. Tôi nói vậy á. Được rồi. Đứng đấy. Đang Covid, Covid đang chán, anh cứ làm gì anh làm. Cứ đúng luật là được. Còn tôi sai, tôi lột phạt chứ tôi chẳng có xin xỏ các anh làm gì cả. Từ trước giờ cái quan điểm của tôi rõ ràng, tôi không xin. Sai thì lột phạt. Đúng rồi. Còn nếu như các anh sai thì sẽ có đơn, không sao cả. Ok nhá đấy. Được rồi. Trời, tưởng cái gì. Đơn giản đấy mà. Họ trạm đây cũng nhận đơn nhiều rồi. Đúng rồi. Nhận đơn nhiều xong lại gọi là chuyển đơn à? Chuyển đơn đi đâu anh? Đó lãnh đạo giải quyết anh em, không, đánh. Em không có thẩm quyền giải quyết đơn. Rồi. Rồi. Mình đứng đây thôi. Ừ, đúng rồi, tôi đứng đây tôi có đi đâu đâu mà. Thì tôi có đi đâu nào, tôi đứng đây tôi với anh đứng này để anh quay tôi mà.
Giờ tôi không nói chuyện với anh làm việc với tôi, nói tôi là tổ trưởng này, tôi có trả. Anh cứ nói đi. Thấy chưa? Được rồi. Ừ. Nên là Phạm Kim An này, phó trưởng trạm này, số hiệu quân nhân 007 788. Đúng rồi. Vâng. Anh làm việc với tôi nhưng anh cũng chưa chào tôi đâu. Không, tôi bây giờ lính tôi đã làm việc với anh ấy, tôi không. À vậy anh không làm việc đúng không? Không làm việc thì anh xê ra cho khác, anh nói chuyện với tôi làm gì? Tôi ra tôi chứng minh thử anh coi thử anh chứng nhận thử anh làm việc với tôi là cái gì. Tôi là cái gì? Tôi vẫn đang làm việc đấy. Tôi đang chờ anh cầm máy về đây. Máy tôi treo trên cao không thể lấy về được. Trả lời anh luôn. Máy đấy là máy phạt nguội, anh thông cảm vậy. Đúng rồi. Rồi không trình giấy tờ cứ để đứng đấy, em làm việc nhé. Này, không xử lý là tôi đi đấy. Anh không đùa đâu. Sao này không được quyền đi? Không anh được. Anh là lợi dụng chức vụ quyền hạn để hạch dịch, hạch sách nhũng nhiễu dân à? Ui yêu giờ. Cầu em đưa xe vào cân tải trọng luôn. Tôi không cân như này. Ủa sao tạm cân phải có chuyên đề chứ này. Ôi trời ơi, làm việc với tôi. Này phải có chuyên đề. Chú làm có chuyên đề. Làm chuyên đề cho tôi xem, chuyên đề kiểm tra tải trọng. Nhà tôi cầm đây. Được rồi, cầm đây. Nếu như không sai mà cuối cùng là bây giờ thế này nhá, bây giờ vào cân. Đúng rồi. Tôi vẫn gọi là thừa tải đi sao? Thừa tải thì tôi phạt. Mà đủ tải thì tôi cho đi, thế thôi. Ừ. Nếu như mà chưa đủ tải, mà tôi chưa đủ tải nhưng mà lúc đấy anh mất thời gian của tôi thì anh sẽ làm sao? Tôi cân tôi mới biết không đủ quá hay không quá chứ. Anh muốn làm gì anh làm, tôi đứng đây nè. Anh cứ cầm hết chuyên đề tôi đây. Ủa, việc gì tôi phải cầm cho anh. Sao lại không cầm vào trong? Đây là có vẻ cơ quan của các anh đúng không? Đúng rồi, cảnh sát giao thông nè. Rồi. Đây là mời anh vào trong, thích anh xem tôi đi, tôi trình anh xem luôn. Nhưng mà nói đùa chứ, từ nãy giờ nói chuyện với các anh thì ai làm việc với tôi? Bây giờ cả hai làm việc luôn. Cả hai làm việc luôn à? Ừ. Tôi lại chỉ làm việc với một người thôi. Giờ anh nào làm việc với tôi? Bây giờ cả hai tôi làm việc với anh. Anh yêu cầu gì tôi mời vào trạm luôn. Tôi không vào trạm làm gì cả. Dừng tôi ở đâu vậy? Vậy thì trước mắt anh xuất trình giấy tờ ai anh đưa cân xe vào để tôi cân tải trọng. Tôi không xuất trình giấy tờ xe nếu như anh không chứng minh được lỗi vi phạm của tôi. Tôi mời anh vào để cân tải trọng. Nếu như cân tải trọng anh cầm trên đà cân tải trọng ra đây. Được, tôi sẽ vào cân. Đơn giản. Xe tôi chở rất nhẹ. Xe tôi chở rất nhẹ. 10 các anh lên xe này vẫn đủ tải cơ mà, thoải mái. Nhưng mà đúng rồi. Nếu không đủ tải thì có cái cân. Đúng rồi, có cái cân thì phải cho xem được chuyên đề như này. Còn anh không xuất trình. Hầu như xe nào cũng dừng lại. Đấy, xe nào cũng có quà. Rồi. Tôi còn không biết cái đường nào hết. Được chưa? Đấy. Đấy, tôi nói với anh như thế. Chứ còn ở Bình Định tôi thì chưa làm cái gì quá đáng. Sao lại không quá đáng? Còn cân tải trọng. Bây giờ tôi yêu cầu nhưng mà các anh cứ lùa tôi vào trong kia để các anh vít à? Không có gì mà lùa, đang cơ quan có giám sát camera giám sát. Không. Cầm tôi làm à? Anh nhầm. Có gì đâu? Dừng tôi ở đâu thì cứ thực hiện ở đấy. Anh không trình thì cứ anh đứng đấy. Đúng rồi, tôi đứng đây mà đứng đây lâu quá à, không chứng minh được lỗi. Giờ nào là anh không chấp hành tôi phạt cái lỗi đấy nữa đấy. Không chứng minh được lỗi vi phạm của tôi là tôi đi. Không đi. Luật đã quy định rõ ràng rồi. Anh cân mà anh không cân, anh không xuất trình giấy tờ tôi kiểm tra là anh chống đối tôi đấy. Tôi yêu cầu anh xuất giờ đúng rồi, xuất trình giấy tờ xe đơn giản không nhưng mà anh phải có chuyên đề để cho tôi vào tôi cân. Có chuyên đề đàng hoàng. Tôi xem chuyên đề. Có chuyên đề đàng hoàng. Tôi sẽ xem chuyên đề của các anh, nếu có tôi sẽ cân. Chứ không có vấn đề gì hết. Đúng rồi. Đơn giản thôi mà. Tôi thì cũng rất đơn giản thôi. Thì chuyên đề thì em vào em xem thôi. Không. Chuyên đề xem là chuyên đề các anh cầm ra đây tôi không xem. Thế ở đâu cả. Cầm ra đường mà tôi bây mời cầm vào cơ quan xem đàng hoàng là sao kỳ vậy? Cầm vào cơ quan bây giờ các anh dừng tôi ở đâu thì phải xác bên đây chứ có gì đâu. Thế vậy nhưng mà xe tôi có dấu hiệu quá tải không nhỉ? Thì tôi nhìn lốp tôi nghi thôi. Nghi thôi à? Nghi rồi thì cầm chuyên đề ra đây thì được kiểm tra. Thì tôi mời các anh tôi vừa xem chuyên đề tôi. Các anh này vừa bắn tốc độ nó còn vừa kiểm tra tải trọng. Đúng rồi. Cho tôi xem giấy tờ luôn. Tôi xem cả hai chuyên đề. Có luôn. Được rồi, tôi xem cả hai chuyên đề. Rồi mời anh xem. Đơn giản. Có camera. Không, tôi không vào đấy. Không ai dám. Dừng tôi ở đâu tôi sẽ làm việc ở đây. Tôi khó chạm mà, tôi đâu có làm gì. Anh đâu trong này có camera giám sát. Không. Đấy. Đây rất nhiều tiếp tự sữa nên là tôi không có đi đâu cả. Chứ còn anh không đi thì anh từ giờ đấy tới giờ đấy anh không hay là anh cản trở tôi. Anh chống đối. Tôi không cản trở, có cái gì cản trở các anh cả. Nếu cản trở nó khác cơ. Tôi vẫn hợp tác với các anh nhưng các anh phải chứng minh. Anh chứng minh thì bây giờ trước mắt chứng minh tải trọng thì phải cân. Xem chuyên đề chứ. Chuyên đề thì mời em vào xem, em cũng không xem. Chuyên đề các anh vào đấy nói đùa chứ này, dừng ở đâu thì phải làm việc tại đó. Xác đây mà em muốn không, xem tôi không có vào mà. Đâu cả đúng không, tôi không vào đâu cả, dừng tôi đâu tôi phải làm việc ở đó làm sao được đúng không, đơn giản thế thôi mà lỗi liên tục đúng không, không gì đâu đấy. Còn mấy muốn xem chuyên đề anh mời vào xem, muốn vào trong được trạm rồi. Gặp lãnh đạo vào tiếp được rồi để giải quyết được chưa. Được rồi. Rồi để tôi cho nó vô xe anh mở chuyên đề ra. Sao này nó làm việc với dân thì phải
chuẩn vào thế này cho nó xem. Mời anh vào đây. Không, tôi không vào. Thế bây giờ anh muốn xem ở đâu? Tôi muốn xem tại đây. Rồi tôi nói là tôi làm việc theo kế hoạch tuần tra kiểm soát nha, chứ không có chuyên đề gì cả nha. À không, phải có chuyên đề các anh mới làm việc được. Kế hoạch của anh chỉ làm trong tuần, trong tháng thôi. Mà trong ấy nó chung thôi. Làm trong tuần mà. Được rồi. Đúng không? Rồi đứng hết tôi cho anh con. Anh em mày kiểu này bướng không có được đâu. Phải trình giấy tờ để chú kiểm tra. Tôi sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ rồi. Không thiếu giấy tờ mà. Chú bảo bây giờ đi từ Nam vào Bắc mà không đủ giấy tờ làm sao mà đi được. Phải đầy đủ giấy tờ. Vừa sáng nay bị thổi một phát xong. Găng tải trọng. Thổi xong nó còn phải xin lỗi còn cho đi cơ. Chứ còn chú ở đây chú không có làm việc gì sai. Đây là tôi cũng không làm việc gì sai đồng chí ạ. Nếu như làm việc sai thì tôi đã không đứng đây rồi. Chứ còn không có vấn đề gì. Còn làm việc gì nó cũng phải đúng quy trình. Có chứ. Đúng không? Dừng lại thông báo lỗi tốc độ được chưa? Nhưng mà phải chứng minh theo điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Đúng rồi. Thì đưa vào căng tải trọng, kiểm tra tải trọng, hai nữa là kiểm tra giấy tờ. Đúng không? Đầy đủ thì em đi, nếu em không vi phạm gì. Em yêu cầu gì thì em đưa kế hoạch ra. Được chưa? Kế hoạch anh là lãnh đạo phòng ký. Được chưa? Được rồi. Quay phim vô. Không, tôi không quay làm gì cả. Cứ cho xem đi. Đây là ngày tháng 5 đúng không? Ngày bao nhiêu? Nay ngày 10 tháng 5. Ngày 10 tháng 5 đúng không? Đây là cái tờ gì nhỉ? Tờ giở lại trang đầu xem là cái tờ gì nhỉ? Đây là kế hoạch công tác của anh. Được chưa? Kế hoạch công tác 14 tháng 6. Từ ngày 14, ngày 7 này đến ngày 14 tháng 6 này. Đây, chuyên đề của anh này. Kế hoạch trong quá trình đối tượng tập trung kiểm tra này. Người điều khiển xe ô tô này. Vận tải hành khách này, ô tô này, tải này, đầu kéo này, thấy chưa? Chạy quá tốc độ này, đi không đúng làn đường này, thấy chưa? Trên đường và đường không có giải phân cách, chở rơi vãi, đổ đón trả khách, thấy chưa? Các cái hành vi anh được làm này, thấy chưa? Được rồi. Đọc hết, đọc kỹ. Có cái gì anh làm trật không? Có không? Được chưa? Hãy quay hết lại coi thử công an Bình Định người ta làm đúng không? Được rồi. Được chưa? Cần gì nữa? Giờ cần gì nữa không? Cứ từ từ. Xe tôi không bao giờ quá tải đâu, nhưng mà tôi muốn xem thôi. Rồi đấy, được chưa? Chưa? Rồi. Thoải mái chưa? Là từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? Rồi, giờ đây, có giờ. Cứ an tâm. Đội có bao nhiêu người? Giờ của tôi đây. Rồi. Thời gian mở chỗ thời gian cho đó không đơn giản anh rồi, phục vụ ngày 10 tháng 6 đúng không? Rồi đúng chưa? Yeah. Tổ là thiếu đây rồi 5 cán bộ sao nắm coi cho kỹ chứ thiếu tá Phạm Kim An này đây này quay này yeah. Rồi tổ trưởng yeah. Rồi cứ ấy đi rồi. Thiếu tá Nguyễn Viết Đức đại úy Bạch Trinh Thành đại úy Trương Quân Quốc đây tôi đây rồi đấy yeah. Chúng nữa có ông Nguyễn Thường Vũ nữa là ông đi bán tốc độ nha rồi, ông Nguyễn rồi, Thường Vũ ấy đây giờ thời gian nè rồi từ 6 giờ tới 11 giờ 12 giờ đến 18 giờ giờ mấy giờ em biết chưa yeah, giờ mấy giờ 1 giờ và 30 là có được xử lý không được rồi, rồi được chưa thế thì sức là giấy tờ để anh nhập căn cước được chưa à sao lại nhập cân bây giờ giấy tờ vào kiểm tra khi nào mà lúc đấy là sai sẽ xuất trình cái tờ sau. Không. Chứ bây giờ xuất trình cái tờ trước thì ôi. Ủa, em không em đâu không có tên là căn xe. Không có tên căn xe gì em. Không có tên em tên gì số đó lại hiểu. Anh giải thích quy trình căn của anh nha. Em nhưng thích. Mà bây giờ thế này giờ dừng mới đầu dừng tôi lỗi gì đó nào? Tốc độ quá tốc độ. Bây giờ xử lý xong lỗi tốc độ đi rồi tôi sẽ cân. Không căn xe luôn cái không. Rồi ok. Được chưa? Rồi cứ đứng đây. Em nói vô nghe đâu kệ nó. Được rồi. Thành bằng nào. Xử lý cho mày được mày có gì đâu. Được rồi. Lấy hết giấy tờ chia xuống đây nha. Gì đâu mà đơn giản. À, mấy kia về chút nữa với chồng căng mà quá tải luôn. Là anh phạt thôi. Không? Mình định làm nghiêm túc không? Không, cứ bình tĩnh. Có gì đâu cứng. Đơn giản mà. Đơn giản nhưng mà. Chú dễ chịu lắm. Đúng không? Còn chết nói thật sao với các chú này. Đây. Trong ngày là làm việc là rồi được chưa tôi này tôi là đại úy Trương Quốc
Được rồi. Anh yêu cầu máy tốc độ, máy định vị, tôi đã mang hết tất cả về cho anh. Yêu cầu coi kế hoạch tuần tra kiểm soát, tôi chấp thuận, tôi cho anh kiểm tra coi luôn. Giờ tôi mời anh lên xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện cho tôi kiểm tra. Bây giờ thế này này, các anh là đã làm đúng nhưng mà cầm cái máy đo tốc độ lại là tôi không chấp nhận được lỗi vi phạm của tôi, bởi vì là anh... hình ảnh không rõ nét, không rõ bối cảnh. Anh được chưa? Anh không chấp nhận thì anh không ghi vào biên bản. Tôi sẽ được không nhờ? Ghi vào biên bản làm gì cả. Không rõ rõ nét, không rõ bối cảnh. Đấy, tọa độ điểm răng không có. Được chưa? Nếu như mà anh đi lại hết. Được rồi. Rồi. Được rồi. Rồi, gửi thông báo cho. Được rồi. Vũ yên hình này gửi thông báo. Rồi, được chưa? Rồi chú xử lý cho con cái cách này cho nó dễ. Ghi hình lại nha, cho để chừng gửi thông báo là nó tại sao dừng nó rồi mà không xử lý. Đây là không chịu xuất trình giấy tờ và chỉ gửi thông báo xử lý nguội. Xử lý nguội à? Được chưa? Rồi. Các chú nhầm rồi đấy. Mời con đi. Được chưa? Con sẽ đi, con sẽ đi nhưng mà này, chú nhầm đấy. Thông báo phạt nguội con, chú dừng con ở đâu thì chú phải. Chú dừng ở đây nhưng con đúng. Không xuất trình giấy tờ. Con chú sẽ gửi thông báo nguội và con vào đây làm việc với chú sau. Nhưng mà chú đã làm đúng chưa? Chú làm rất đúng, đầy đủ. Con hỏi chú đã làm đúng chưa? Nói chú chung là con đã tắt camera này là con nói chuyện tình cảm với chú. Mấy này, các chú với các anh là làm chú. Nói chung là làm quá. Không có gì quá. Sao lại không có gì quá? Được chưa? Được rồi. An phó trạm giải quyết bằng cách đó. Có cần con coi lại cái máy không? Con cứ coi thoải mái. Đây, 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 coi thoải mái, không vấn đề gì. Đây là cái máy này. Rồi. Đấy. Gửi thông báo nguội nha. Cái này là báo cáo, làm báo cáo, gửi thông báo nguội. Rồi. Được chưa? Đấy, máy chính đây nhá. Tem kiểm định cho con xem. Đây, tem đây con. Đây là tem kiểm định nha. Rồi, thoải mái. Tem kiểm định này sẽ đặt ở đây, nó phải đặt ở chỗ ốc này mới phải chứ. Đây là người ta đặt chế chú cũng có đây. Không. Đây là người ta cấp. Có giá trị đến tháng 11, 11 tháng 2 à? Năm 2021 à? Tháng 11 năm 2022. 2022 nhưng mà lại không rõ. Cái gì con cũng rõ thôi, con chịu. Anh thông báo em lỗi gì nhỉ? Tốc độ. Tốc độ à? Thì anh chứng minh theo điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Và bây giờ anh chứng minh em cái lỗi của em, thế là nếu mà đúng được thì em xuất trình giấy tờ cho anh xem. Rồi, bây giờ cho tôi kiểm tra giấy tờ. Em sẽ xuất trình giấy tờ đầy đủ cho các anh, em không thiếu một cái gì cả, nhưng mà anh phải chứng minh lỗi vi phạm của em theo điểm D khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Còn em đi rất chậm, anh cứ chứng minh được lỗi của em sẽ xác định là em sẽ đưa giấy tờ cho anh kiểm tra từ đầu đến cuối. Bây giờ theo giờ điểm, làm ăn nó phải đúng. Trước khi điểm là anh phải đưa tôi kiểm tra giấy tờ. À đúng không? Anh thông cảm, anh đã thông báo lỗi được chưa? Anh phải biết trước cái điểm là anh phải, anh phải chứng minh, đúng chưa? Nếu đúng trước lỗi vi phạm của tôi bắt đầu sẽ xuất trình giấy tờ cho anh kiểm tra. Tôi muốn chứng minh, tôi có kiểm tra giấy tờ anh cái nào? Bây giờ thế này, bây giờ theo ngoài là anh có chứng minh lỗi vi phạm điểm D khoảng 1.3 là xử lý này chứ không? Tôi đã đứng ngay đường, chẳng ăn thì anh phải có. Đây là anh Trần Đình Quang, số hiệu 008925. Bây giờ đang thông báo tôi lỗi vi phạm tốc độ, tôi yêu cầu và anh chứng minh lỗi vi phạm của tôi theo điểm D khoảng 1.3 là xử lý vi phạm hành chính. Nhưng mà anh yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe nhưng tôi không chấp nhận, bởi vì anh không chứng minh được lỗi vi phạm của tôi. Anh cho em xem. Tôi bây giờ yêu cầu anh cho tôi kiểm tra. Này, em từ Nam ra Bắc đường này em đi nõi đời rồi, anh bắt tốc độ chỗ nào em không biết được không? Thôi, yêu cầu anh cho tôi kiểm tra giấy tờ. Em sẽ tôi thông báo lỗi anh tốc độ. Em sẽ xuất trình giấy tờ cho anh nhưng mà anh phải chứng minh lỗi vi phạm. Giấy tờ đâu? Ui giời, giấy tờ đâu? Anh chứng minh lỗi của tôi không? Bây giờ tôi kiểm tra giấy tờ anh. Tôi là người thực thi pháp luật, tôi phải kiểm tra giấy tờ anh nè. Tôi yêu cầu anh chứng anh minh. Yêu cầu. Tôi nhắc lại một lần nữa này, anh phải chứng minh được lỗi vi phạm của tôi. Điểm D khoảng 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu như chứng minh được